Em Tuấn Huy Đại Bắc Ninh xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đến với channel của Hồng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt em đây, đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản số tự động, bản tiêu chuẩn màu trắng. Thì trong video này em xin phép cập nhật chính sách giá của Hyundai Accent cho các phiên bản số tự động và cũng như là những cái màu xe sẵn giao. Thì về phiên bản tiêu chuẩn này thì với mức giá niêm là 505 triệu thì hiện tại mức giá bán của đại lý cho quý khách hàng đang là rất là ưu đãi. Chỉ với giá bán đó là 470 triệu và dĩ nhiên xe được giảm giá 35 triệu là còn 470 triệu, tặng kèm những cái phụ kiện như là phim cách nhiệt, trải sàn da bọc vô lăng, phim bên em là tặng phim New Sun của Mỹ bảo hành 10 năm. Và đặc biệt khách hàng lấy xe trong tháng 4 này thì sẽ được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Và những cái ưu đãi cực kỳ là tốt từ thời điểm đầu năm đến thời điểm là cuối tháng 4 này. Với giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó vào khoảng là chỉ có 530 triệu thì anh chị đã hoàn toàn có thể sở hữu được chiếc Hyundai Accent phiên bản số tự động, bản tiêu chuẩn. Và bản đặc biệt thì bên em hiện tại đang bán mức giá là khoảng 507 đến 508 triệu và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó khoảng 565 triệu. Cũng được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Những cái màu xe bên em sẵn đó là màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu vàng cát, vân vân. Thì thực ra là những cái màu này để mà em đều sẵn xe giao. Với cái lãi suất hỗ trợ cho quý khách hàng anh chị trả góp thì rơi vào khoảng 0,8 đến 0,9% một tháng. Và thời gian vay tối đa là 8 năm cũng như là 80% giá trị xe. Thì cái công nghệ và những cái điểm đáng chú ý trên Accent thì anh chị có thể em có thể kể đến cho quý anh chị, đó là lưới tản nhiệt được mạ chrome khói, rồi hệ thống đèn của xe thì là đèn tự động, có hệ thống đèn check chiều góc hỗ trợ vào cua, giúp cho anh chị vào những cái khúc cua gấp và đường hẹp được an toàn hơn. Về phần đèn chiếu xa và đèn chiếu gần thì được trang bị đó là đèn bi halogen kiểu chiếu projector, đèn gầm thì cũng là đèn halogen kiểu chiếu projector cho chùm sáng hội tụ rõ nét. Phiên bản tiêu chuẩn thì được trang bị với kích thước la răng đó là 15 inch và phiên bản đặc biệt thì đó là kích thước la răng là 16 inch. Ở trên phần gương chiếu hậu ngoài của xe thì được tích hợp công nghệ như là xi nhan tích hợp trên gương, sấy gương và gương chỉnh điện gập điện. Tay nắm cửa của xe thì được mạ chrome kèm theo những cái nút bấm mở và khóa cửa. Phần nội thất trong xe thì xe này đang khóa cho nên em cũng chỉ review qua thôi. Về phần đuôi xe thì được trang bị cụm đèn hậu dạng LED kèm theo 4 cảm biến và tích hợp camera lùi, có cốp hỗ trợ mở tự động. Nội thất của xe thì được trang bị với tông màu đen và màu kem, sạch sẽ và xe rất là sáng và không gian rất là hài hòa. Về phần tiêu hao nhiên liệu thì với đường kết hợp thì hết, anh chị có thể thấy là hết 6,3 lít trên 100 cây. Đường đô thị là khoảng 8,5 lít và đường ngoài đô thị là khoảng 4,99, gọi là 5 lít ạ. Thì xe được tích hợp một cái công nghệ đó là đèn ủ từ xa. Đấy. Thì anh chị có thể dùng trong cái trường hợp là khi mà mình muốn khởi động xe trước để cho máy vận hành được trơn tru, hoặc là trong thời tiết nắng nóng thì anh chị muốn bật điều hòa và khởi động xe trước cho xe nó mát thì cũng hoàn toàn sử dụng tính năng này. Thì trên phiên bản số tự động thì cũng được trang bị đèn tự động, gạt mưa tự động. Và phiên bản đặc biệt thì bên em có thêm những tính năng đó là ga tự động, cruise control, cửa sổ trời, hệ thống 6 túi khí, la răng nhiều gọi là lớn hơn 1 inch, gương trợ bên trong chống chói tự động, ghế da. Đó. Thì Accent cũng là một trong những chiếc xe có cửa gió điều hòa ghế phía sau và kèm theo cổng sạc phía sau, rất là tiện lợi, giúp làm mát nhanh hơn và có những cái chuyến hành trình giải trí cho quý anh chị được tốt hơn. Thì anh chị quan tâm đến dòng xe Accent thì xin vào liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Thì em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi. Mong anh chị cho em một like và góp ý dưới phần bình luận để em hoàn thiện video tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.